Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai cặp đực manh Mỹ các bạn. Hai cặp đực manh Mỹ. Đó, đây là cặp đầu tiên nè các bạn. Chân móng hoàn thiện, tay như hai cái quạt luôn các bạn. Tay như hai cái quạt luôn các bạn. Đó. Con này lai sâu các bạn, đòn dài nè. Chân móng sò hoàn thiện nè. Xương cối các bạn. Tay lớn lai sâu. Dàn chân móng nè, chân trước chân sau hẳn băng hoàn thiện nè các bạn. Đó, đòn cực kỳ dài. Đây còn kế tiếp, con này cũng vậy các bạn, tay lớn nè, đòn dài nè, chân móng hoàn thiện các bạn. Đỏ ao các bạn ơi. Cặp anh Mỹ này chủ báo giá là 29 triệu các bạn, 29 triệu. Đó, hai cái tay như hai cái quạt các bạn không? Xương cực kỳ cối. Đó, xương cực kỳ cối luôn nha các bạn. Hơi bị chá nắng các bạn. Giá 29 triệu các bạn, 29 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Cặp anh Mỹ tay lớn, giá 29 triệu. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, móng sò hoàn thiện hết, đít. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Xương cối các bạn. Giá 29 triệu cặp anh Mỹ các bạn. Sải mặt sải lưng con này nghiêm chỉnh luôn các bạn. Cặp tiếp theo. Cặp này cặp cũng manh Mỹ luôn các bạn, nhưng mà cặp này đẹp nha các bạn. Đó, đẹp gu bạc nè, chân móng hoàn thiện nè. Xương cối, gu bạc cực kỳ bạc luôn các bạn không? Để chân kiền khú luôn các bạn, móng sò đòn dài. Cặp manh Mỹ này thì chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, chân móng nè, bò này xương cực kỳ cối luôn các bạn, gù bặt nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đỏ ao các bạn ơi, đỏ ao à. Còn tiếp theo các bạn, mẫu đẹp gù bặt, con này manh bu nè các bạn, đòn dài, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh. Chân móng thì hoàn thiện, đều là móng sò hết các bạn. Đó, yếm này về cui rồi các bạn không? Sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Cặp anh Mỹ này chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đó, chân móng hoàn thiện hết các bạn. Cái dòng này rất là dễ nuôi các bạn, cái dòng anh Mỹ này rất là dễ nuôi. Ăn uống cũng rất là dễ các bạn. Đó, rất là dễ nuôi, ăn uống cũng rất là dễ. Đó, mà nó bự tàn, bự con các bạn, mà làm anh bơm. Đó. Tay lớn nè, chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn không? Móng sò hoàn thiện hết. Đòn dài lưng thẳng gu bạc nè các bạn. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, sái tích đúng các bạn. Đó, bây giờ đo cận cảnh anh em thấy luôn. Đó, con này cao mới lấy 8 bò nè các bạn. Tay lớn, đòn dài, chân móng hoàn thiện. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, xương cối. Móng là móng sò. Đó, yếm dậu nghiêm chỉnh nè các bạn. Cao mấy lẻ 8 bò, đòi chính xác các bạn. Đó, lưng một lưng luôn các bạn. Đợi giờ tiếp theo nè các bạn. Tay lớn nè. Con này tay lớn cực kỳ, xương cực kỳ cối luôn các bạn. Đó, gu bật nè. Đòn dài nè các bạn. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng là hoàn thiện nè. Móng sò hết các bạn. Đây. Đó, con này cao mới lấy 6 bò các bạn. Con cao mới lấy 8, con cao mới lấy 6. Chủ báo giá là 34 triệu các bạn, 34 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Nó hơi bị chá nắng nha các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đó, tướng cực kỳ lực luôn các bạn. Tay lớn. Đó, chân móng thì hoàn thiện. Manh Mỹ manh bơm, dòng này rất là dễ nuôi các bạn, rất là dễ nuôi. Cặp này chủ báo giá là 29 nè các bạn. Đây, con này cao 1m1 bò các bạn. Cao 1m1 bò. Đòn dài, sái tích nghiêm chỉnh, chân móng thì hoàn thiện. Đây móng sò nè các bạn không? Rất là hoàn thiện các bạn. Xương cối.
Đó, con này cái tay hết biết các bạn, tay lớn, lai sâu, dàn chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy kỹ luôn các bạn. Bò này là ăn uống khỏi chơi các bạn, rất là giỏi nha, chịu nhiệt tốt, mới lại 8 bò các bạn. Giá 29 triệu các bạn, 29 triệu. Đó, con cao 1m1, con cao 1m8, giá 29 triệu các bạn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp manh Mỹ. Con cao 1m1, con cao 1m8, chủ báo giá là 29 triệu. Cặp còn lại cao 1m8, cao 1m6, chủ báo giá là 34 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.